Con nói cái này được không chú? Nói đi. Dạ, sẵn tiện cái chương trình thì con cũng muốn xin lỗi bạn nữ. Đúng rồi, hay quá. Nói luôn cái tấm lòng mình với bạn nữ đi. Dạ, em đã từng lập gia đình và đã ly hôn một lần. Có con chưa? Em có con rồi, là một bé gái 8 tuổi. Mời nhà gái. Dạ em, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa chú Quyền Linh, kính thưa chị Ngọc Lan, con tên là Trần Hoàng Thảo. Con sinh năm 1993. Con làm thợ điện tự do. Mình làm ở đâu? Dạ, con làm ở quê, ở Bình Đại, Bến Tre chú. Tức là giờ con từ Bến Tre đi lên đó. Dạ, hả? Con mới lên đây hồi trưa. Rồi, chào nhà trai nha. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh. Dạ, xin chào anh kế bên. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng. Năm nay em 29 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp. Hiện tại thì em đang làm điều dưỡng ở một bệnh viện bên Vĩnh Long. Vậy thì từ Bến Tre qua Vĩnh Long cũng gần. Rồi, mà mình nói ưu điểm, khuyết điểm cho mình, cho nhà gái nghe đi Thảo. Con thì có ưu điểm thì con thì nấu ăn ngon, làm việc nhà giỏi, việc gì làm cũng được hết. Khuyết điểm là gì? Chắc là hơi ngại trước đám đông á chú. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Thế em thì ưu điểm của em á là em hòa đồng vui vẻ, em biết cách quan tâm chăm sóc gia đình. Còn khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tính. Dạ, với lại em cũng hơi dở nấu ăn đó chị. Bên đây nấu ăn ngon. Mình có mấy mối tình rồi Thảo? Dạ, con thì đó giờ chỉ có một mối tình rồi chú. Quen lâu không? Dạ, quen chắc khoảng một năm rồi chú. Một năm sao chia tay? Lúc đó là công việc của con nó chưa ổn định á. Thành ra con cảm thấy là chưa có lo được cho bạn nữ, cho nên là tự động mình rút. Dạ đúng rồi. Đáng lẽ mình phải nói trước coi vậy, coi bạn gái tính thì sao này kia. Cho con nói cái này được không chú? Nói đi. Dạ, sẵn tiện cái chương trình thì con cũng muốn xin lỗi bạn nữ. Đúng rồi, hay quá. Nói luôn cái tấm lòng mình với bạn nữ đi. Nói cho nhẹ lòng đi. Chứ không chia sẻ sao chú? Đang xúc động á, chưa nói được. Sao nè? Trời ơi, thấy thương quá. Muốn vậy gửi cái tấm lòng của mình, tình cảm, cái lời xin lỗi của mình. Chưa nói được. Vậy là cũng nặng tình lắm. Nặng tình lắm. Nói chung là chàng trai sống rất là có trách nhiệm. Chia tay lâu chưa? 2017. Nay 5 năm rồi. Vẫn còn không biết là nhiều cảm xúc. Chào em gái. Dạ. Chàng trai bên kia có thể nói là rất là gọi là nặng tình và cũng trách nhiệm luôn, nên khi nhắc đến cái chuyện đó là rơi nước mắt bên kia kìa. Rồi còn mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã từng lập gia đình và đã ly hôn một lần. Có con chưa? Em có con rồi, là một bé gái 8 tuổi. Dạ, hiện tại ở với em. Giờ em ở với ai nữa? Dạ, em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ? Dạ. Ở đâu? Dạ, ở bên Đồng Tháp. Mình lấy chồng bao nhiêu năm thì bao lâu thì chia tay? Dạ, tầm khoảng 3 năm. Khóc quá trời khóc rồi, bây giờ bình tĩnh chưa? Được, đỡ chị. Đỡ chưa? Dạ, dạ rồi. Làm sao mà mình sẵn sàng đến với một cái cuộc sống mới đây? Giống như là em chỉ trân quý cái tình cảm, chứ còn cái tình không còn. Bây giờ cô gái kia thế nào rồi, em có biết không? Dạ, cô ấy có chồng. Nhỏ từ đây khóc dưới nguyên khóc. Nhưng mà mấy mốt mình nhắc đó mình đừng khóc nữa. Người không, ta tại gái vì... người ta cũng lo lắng lắm, hiểu không? Xúc động thôi. Ừ. Thật ra là xúc động chứ chưa nắm tay gì trơn. Tưởng đâu là yêu nhau tha thiết, tưởng đâu ở có đứa con rồi chứ. Nó bỏ ra đó giờ chưa nắm tay gái luôn. Dạ, nếu mà người yêu là chưa. Trời ơi. Có hung ai chưa? Dạ, nếu người yêu là chưa. Ủa vậy không hung người yêu hả? Hung người khác không yêu hả? Tại vì... không, ý này hung là có rồi, còn người yêu là chưa. Vậy cái nụ hôn đó nó có ý nghĩa gì? Là hung là ví dụ là mình đứa cháu mình thì mình quý mình hung nó vậy đó, chị. Trời đất ơi. Ây da. Không thiệt tình gì mà thiệt tình dữ vậy trời. Hung cháu ai hỏi chi? Thì con nói chú là nếu người yêu là chưa, nghĩa là chưa có hung người yêu. Vậy tưởng đâu nó hung ngoài lề. Đó là hung mấy người rồi chưa yêu. Tưởng đi hung lén người ta. Bây nghe giờ... cô gái bên đây nè. Dạ, dạ. Có gia đình, có đứa con 8 tuổi rồi, con thấy sao?
con thì đi gặp đơn nít nào nó cũng phái con hết rồi. Không, nếu mà bạn nữ có con nhưng mà hợp thì bình thường chứ không có sao hết, con có người là vấn đề. Sao đúng không? Nhưng mà bạn này nó trả lời câu này con thích nè, hợp là bình thường. Đúng rồi, chứ không có trả lời suông. Nói cho chị Lan nghe là mình mong muốn có một người bạn gái, một người vợ tương lai nó như thế nào? Con thì sẽ lựa chọn vợ theo tiêu chuẩn là giống như là nó truyền thống. Tam tòng tứ đức, nhất lé nhị lùng, tam hơn tứ súng là không được. Yêu nhau là được. Nói chung bên đó là không có bên này không có gì không đó. Có cái gì á. Như là cái quan điểm là vậy, như là cái quan điểm. Ví dụ bên đây vậy rồi sao? À, lát gặp biết chứ. Rồi. Rồi ngoài cái đó ra thì còn gì nữa không? Nó hòa đồng như vẻ, nói chung là hơi xàm xàm cũng được. Tại như là nó hài hước á chút. Thôi được rồi, để tôi hỏi nhà gái coi sao. Nãy giờ đề ra tiêu chí em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Đáp ứng chắc hết được luôn. Chắc hết luôn đúng không? Dạ. Còn em thì cái mẫu hình như thế nào? Mẫu hình thì em không có quan trọng ngoại hình, tại vì em quan trọng cách sống của con người đó như thế nào thôi. Đúng. Đặc biệt là phải tôn trọng, thông cảm và chia sẻ nhau. Ý em vậy? Em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ và chị gái. À, có mẹ chị gái dạ. Hả? Dạ, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn nam và chào bên đàn trai ạ. Con tên là Nguyệt Hằng, con là chị gái của Thanh Hằng. Theo con thấy thì bạn nam cũng là một người chín chắn, chững chạc. Em con thì đã từng đổ vỡ một lần rồi, thì ít nhiều cũng sẽ có những cái vết thương trong lòng, thì mong rằng là bạn nam có thể thấu hiểu. Thì có một cái câu nói là 100 triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi sai chỗ. Bất cứ ai mình gặp sẽ không bao giờ là ngẫu nhiên cả. Nên đến đây thì dù gì cũng đã có một cái duyên, thì em cũng rất là mong là hai em có thể trao nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Biết đâu lại là một cái mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình thì sao? Hay quá. Cảm ơn ạ. Rồi cô thấy sao, con rể tương lai của mình có hợp gì với mình không? Xin chào hai MC, xin chào bên đàn trai, chào cháu trai. Dạ con chào bác. Tùy con gái, tùy nó chọn. Cháu trai thì thấy hình dáng thì không quan trọng, lời nói thì chín chắn, nhưng mà có cái hơi truyền thống quá. Còn cô bé này thì ở nhà quen cái hiện đại rồi. Rồi, cho con gái để hồi hai đứa trò chuyện với nhau, hai đứa trò chuyện nhau hiện đại coi tạo sao cơ hội nhau cô thì... biết sao không cô, có nhiều chàng trai mở rào ra cái là bao nhiêu cái quy tắc ban đầu bỏ hết thì mong như vậy đi ha. Dạ. Hai đứa sẽ cho cơ hội còn hẹn hò nữa. Dạ, cảm ơn nhà gái. Mình đi với ai nào? Dạ em đi với mẹ chị, hai chị gái, rồi anh ruột, rồi anh bà con với anh rể. Tôi làm mẹ của Tần Hoàng Thảo, đến từ Bình Đại, Bến Tre. Giờ nó chịu mình chịu chứ cô không biết sao nó. Nó thì nó quen thì nó cảm động hơi vậy thôi, chứ còn chuyện nó có dẫn tới nhà chơi thì cũng không biết luôn, nó cũng không biết, nó không có tình qua luôn, không biết luôn. Gọi là có dẫn nhiều bạn gái về nhà không? Không. Thì chuyện nào lấy vợ cho nó được? Thì miễn nó chịu thì cưới vợ liền. Ở chung hay ở riêng? Nó muốn ở riêng thì cho nhà ở riêng, còn ở chung thì ở chứ không biết. Trời dễ, tụi nó dễ quá trời đất luôn. Nó có mấy nhà rồi? Dạ có hai nhà. Giờ về nó muốn ở riêng là ở đúng không? Dạ. Thấy giàu tương lai này được không? Thì thấy chung cũng được mà tùy nó à. Dạ. Rồi cảm ơn hai họ. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Tấn công liền em ơi. Mặt thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Đặc sản Bến Tre. Con cũng xin có món quà tặng chú Quyền Linh. Rồi cảm ơn con nhiều. Kẹo dừa Bến Tre ha. Dạ, em cũng xin tặng chị một. Cảm ơn em. Em hôm nay đến đây á, thì em có hai món quà tặng anh. Một món quà này á là của chị hai của em, là làm bánh. Anh ăn thử một cái đi. Có ngọt không anh? Ngọt. Ngọt ngào giống như em vậy đó. Và cái món thứ hai á là em tặng anh cái bóp. Có nghĩa là sẽ để tiền thì lúc nào cũng sẽ đem theo hết. Không, nhưng mà anh không thích gửi thẻ bóp nữa. Muốn thẻ bóp. Anh muốn đưa tiền cho em giữ luôn. Vậy đó. Trời ơi trời. Đi cua gái ghê sao. Lần đầu tiên gặp mặt đó cảm nhận coi giống như cái gì mà mình suy nghĩ về người ấy không? Lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy giao diện anh ổn không? Đã nói là em không có quan trọng ngoại hình. Cũng mới gặp thôi, mới tiếp xúc thôi thì nói chung thì nhìn được. Còn anh thì có thấy những cái tiêu chí của anh đó thì em có bị lọt cái tiêu chí nào không?
Không, cái đó là không có rồi. Không có. Cho em hỏi anh là một cái mối quan hệ á, thì anh quan trọng nhất là cái điều gì? Anh quan trọng là tin tưởng, quan tâm, chia sẻ, tôn trọng. Nãy là bác là mẹ em á là có nói là giống như thấy anh truyền thống quá. Đúng là nãy là nói mấy cái đó thì đúng là truyền thống thiệt. Dạ. Nhưng mà mình sống hiện đại mà đâu có mà theo truyền thống như vậy được. Thì cái công việc của em á là điều dưỡng. Thường á là phải trực đêm nhiều và cũng phải làm nhiều á, thì anh có ngại cái công việc như vậy không? Không sao. Là mình tin tưởng. Em thì làm công việc của em yêu thích. Mặc dù vợ anh là làm thợ điện nhưng mà đó là có thời gian là anh làm cán bộ đoàn. Nói chung là công việc nào anh cũng là tiếp xúc rồi, tìm hiểu nên là biết được, nên là hiểu không có, cái đó là không sao. Ô, từ anh thì qua Vĩnh Long là bao nhiêu cây? Nếu mà ở dưới Bình Đại lên Bến Tre không á là khoảng 45 cây số. Còn Vĩnh Long thì chắc đi cỡ 4 đến 5 tiếng là tới. Đâu dữ vậy? Ông con chạy chậm á chú ơi. Cho nó chắc. Bây giờ từ Vĩnh Long qua Bến Tre gần mà. Gần, đi qua cầu Đình Thao rất là nhanh, qua tới Vĩnh Long liền. Dạ. Thì theo anh đó là cái giai đoạn thời gian tìm hiểu á thì khoảng một tuần thì anh có thể qua Vĩnh Long hay là được mấy lần? Giờ công việc anh thì rất là gấp, tại hôm qua thì anh cũng làm tới 6-7 giờ tối mới nghỉ rồi. Dạ. Tại vì giờ vừa đi làm thì là về phải chuẩn bị đồ đạc này kia, đặng anh tính mở tiệm điện á, sẽ khai trương tiệm điện, cho nên là dù mà người ta có gửi báo giá tới phải coi giá cả này kia xong mới chọn đồ, đồ xong mới đặt. Mà hiện tại là chưa có chọn được luôn, lý do hôm nay là đi làm ngoài không à. Hôm nay người ta phải nói rằng anh sẽ cố gắng tuần nào anh qua gì đó, mới quen nhau mà nó anh bận suốt vậy đó rồi sao ai con quen. Để con kể từ từ chứ. Phải ráng qua chút, hiểu không? Dạ. Con là đi xuyên bằng đêm. Ông nói anh sẽ cố gắng chứ. Dạ. Có người khác rồi đó. Dạ thì con sẽ sắp xếp được. Con nào? Nói với bên kia kìa, tôi sắp xếp gặp thôi chi. Tại tôi đang nói chuyện với chú cái tự nhiên. Nhà có hư điện vô để sắp xếp qua nói vậy? Lợi nè, nói lợi. Rồi, dù công việc có bận tới nào thì anh cũng sắp xếp để mà qua thăm em với gia đình. Đó. Trời ơi. Rồi, bước tới. Nắm tay cô gái đi. Yeah. Nắm hai tay, nhìn thẳng vô mắt cô gái. Anh thì nói giờ là đi là tin tưởng vào duyên nhiều lắm. Nếu mà em cảm thấy được thì sẽ cho anh cơ hội để mà mình có thể là tìm hiểu, và nếu mà được thì tiến tới xa hơn. Mình muốn rất tin luôn. Nắm tay nhìn thẳng vô mắt, hát cho người ta nghe. Anh đã đi được 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều khi muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi, muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, nhưng nói chung là anh đã yêu em mất rồi. Bây giờ mình chỉ đưa ra quyết định thôi. Nếu thấy đây là một nửa yêu thương của mình, hãy bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thích, chưa thấy rung động thì không cần bấm các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Vô. Chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Xin nắm đồng tay nè. Đàn tay thấy chưa? Chưa biết nắm tay con gái luôn thấy chưa? Đó. Nghiên cứu được, kỹ sư nghiên cứu được. Nghiên cứu. Bây giờ xin phép bác. Con xin phép bác, xin phép chị, xin phép em thì con xin phép được hôn em một cái. Chưa ai chưa hôn luôn. Được không? Dạ được. Dạ, để giờ tôi mở ra cho mọi người biết được hình mẫu lý tưởng của nhà gái. Đây ạ. À. Sao? Tại tôi ăn nhiều, tôi hơi mập thôi. Bán cho lụa mà không chịu ăn cho nó mập là mập lên. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Xin chào MC Ngọc Lan. Xin chào anh Quyền Linh ạ. Và chào anh Bàng bên kia. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên tự giới thiệu, em tên là Cù Thị Thương.
Năm nay em 46 tuổi, em đến từ Thừa Thiên Huế và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm việc gì hả chị Thương? Dạ, em làm phát triển mẫu cho một công ty xuất nhập khẩu mà em làm tổ trưởng. À. Rồi mời bạn trai giới thiệu về mình. À, xin chào quý khán giả, chào anh Quỳnh Linh. Em là Nguyễn Đức Thái, em sinh năm 1977, hiện tại thì em đang ở bên Cát, Bình Dương, em buôn bán nhỏ lẻ thôi ạ. À, Thái hả? À. Vậy cùng năm sinh bên kia rồi. À. Quê Thái là ở đâu? Quê gốc của em là Hưng Yên đấy. Hưng Yên. Dạ. Bây giờ Thái làm công việc gì vậy? Em buôn bán nhỏ lẻ ba cái thứ như thế này thôi, giò chả. À, buôn bán giò chả này kia đó hả? Vâng. À, bán ở đâu vậy Thái? Ngay chợ Bến Cát, Bình Dương anh. Chợ Bến Cát ngay chợ luôn. Ngay chợ Bến Cát thì quận 12, đi qua đó cũng không xa đâu. Nhà gái, cho tôi biết ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em thì hiền và rất là hay giúp đỡ mọi người. Còn khuyết điểm của em thì em hay chậm chạp, với lại là em không biết nấu ăn. Còn Thái, ưu điểm khuyết điểm gì? Em thì ưu điểm thì chỉ hòa đồng với mọi người, nhưng mà khuyết điểm thì hơi lượm thuộm. Thái sống dài mà hơi lượm thuộm. Em sống với các con em thôi, nhưng các con thì lớn hết rồi. À, sống với các con hả? Mấy đứa con? Em được hai cháu trai lớn rồi, cháu lớn năm nay 24 tuổi, cháu nhỏ 22. Thái có gia đình bao lâu rồi? Em có vợ từ năm 99. 99. Sau ly hôn từ 2009 rồi. 2009 năm nay là cũng ly hôn lâu rồi. Vâng. Lý do sao hai đứa con lớn vậy ly hôn vậy? Tức là vì hoàn cảnh làm ăn kinh tế nó lúc trước không theo ý mình á. Làm ăn thất bại đó. Thất bại đó. Rồi bà xã chia tay hả? Vâng. Gà trống nuôi con. Dạ em chào anh. Ủa đã về qua anh không thấy. Vậy là mình một lần đò rồi ha anh. Vâng. Làm ta giật mình. Nó con này chứ cũng nhát lắm. Ngồi nãy giờ vậy không? Sao vậy? Không dám nhìn ai chứ. Mắc cỡ. Vậy thôi đúng không Thái? Mắc cỡ ha. Lần đầu tiên em ngồi đối diện đông người như vậy. Anh ngồi thẳng lên nè, thẳng thớm lên cho nhìn mạnh mẽ nè. Chứ dày rồi yếu đuối quá rồi làm sao mà bảo vệ được cho bạn gái. Vậy thôi chứ đụng cái bạn gái thì biết. Nhỏ nhỏ con chứ dữ lắm à. Bao lâu rồi anh chưa có bồ? Cũng có người tới mình nhưng mà không chia sẻ được cái hoàn cảnh mình. Cái con nó còn nhỏ quá thôi, người ta không chịu chia sẻ nó. Ừ. Nên cũng thôi phải chấp nhận thôi. Nhưng mà ý em hỏi là bao lâu rồi chưa có bồ á? Mấy năm rồi? 6-7 năm gì đó. Thôi bây giờ có bồ là vừa rồi. Giờ còn nhớ có bồ làm gì không? Nhớ không? Thì coi là chúng là mình cũng lớn tuổi rồi thì lo cho nương tựa cho nhau thôi, lúc sẽ chiều rồi nhưng cũng không lớn cũng không già. Nương tựa thôi đúng không? À. Hứa nè. Rồi. Nương tựa thôi. Anh hiền lắm. Ô, chào em gái. Dạ chào anh Kiều Linh. À, bên kia có hai người con lớn rồi. 22, 24 rồi, còn em sao? Dạ em cũng có một bé trai năm nay 23 tuổi. 23 tuổi. Em với ông xã là chia tay lâu chưa? Dạ chia tay lâu rồi anh Quyền Linh. Anh chia tay này 2010. Rồi từ đó giờ có một mối tình dắt dai nào nữa không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà không được, không thành thì thôi. Rồi bây giờ nè, em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Một người chồng của em trước tiên phải thấu hiểu và phải biết quan tâm chia sẻ. Phải là một người đàn ông trụ cột của gia đình. Em giờ em có lo cho ai nữa đâu? Dạ không, em không có lo cho ai. Em ở với ai? Dạ em ở một mình. Một mình luôn. Dạ. Còn con là ở với... Con em đang hiện tại đang làm việc và sinh sống ở Đà Nẵng. À, em ở mình quận 12. Dạ. Đó là mình ở nhà trọ hay là nhà dạ, của mình? Nhà của em. Nhà của em luôn. Dạ. Giỏi quá, vậy cũng có nhà riêng rồi. Nhà đó bán chả lụa được không? Sale được không? Sale được không? Em không có duyên buôn bán anh vừa lên. Có người em, khác. Vô bán vô xí nghiệp. Bán vừa bán em vừa cho hết rồi. Không, cái người này cho nữa à. Rồi à, đó yêu cầu nhà gái đơn giản vậy, nhà trai thấy như sao? Vâng, em thì cũng đơn giản thôi mà. Được không? Được. Đáp ứng nhu cầu của nhà gái vậy được không? Được ạ. Được. Anh vậy anh có nhu cầu bạn gái như thế nào? Cao to mà mập ốm làm sao? Nói chung là cũng bình thường, mình người dân dã bây giờ cũng không đòi hỏi được gì hơn nữa. Cứ thế nào thì nếu mà hợp nhau thì là tốt nhất. Em nói này hơi tế nhị chút, anh hơi nhỏ con. Ví dụ bạn gái bự con hơn anh thì được không? Được không? Có sao? Được, được đúng không? Không sao đúng không? Làm lại không? 6-7 năm mà quên rồi. Không, về gây lộn quýnh lại không? Anh lên chương trình này con anh biết không? Không. Không hả? Không biết hả? Là phát sóng xong con mới biết đúng không? Vâng, em cũng ngại vì sợ không thành, mình đi không nói lại. Nhưng mà nó cho lấy vợ không? À, nó thì muốn lắm nhưng mà mình thì chưa có thôi. À, nó muốn rồi ha. Con gái thì với ai?
Dạ em đi với mấy bạn đồng nghiệp, chị sếp của em với lại em gái em. À rồi. Dạ chào nhà gái. Đầu tiên giờ em ruột chia sẻ trước đi. Dạ. Chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là Tưởng, em là gái ruột của chị Thương. Em thấy anh bán chao lụa được không? Anh thì thấy hiền, hơi nhỏ con cũng được, nhưng mà quan trọng ở nơi chị em thôi. Chứ còn em thì chỉ có góp ý thôi chứ cũng không... Chị đi lấy chồng là mừng rồi hả? Rồi, nhờ sếp đi. Sếp thấy sao nè? Em xin chào ông Mối Quyền Linh và chị bà Mai Ngọc Lan. Dạ. Và các quý vị khán giả. Em là... Nói sếp chứ cũng là chị em thôi, với lại Thương. Thì tính cách của Thương thì cũng hơi mạnh mẽ đó. Nên thấy anh bên đây thì cũng hơi vẻ nhút nhát quá. Hương cũng thấy là ảnh thì không hiền thôi, chứ không vấn đề gì. Đã đến đây thì giống như là mình có một cái duyên vậy đó. Thì nếu mà được thì tùy theo cái cảm nhận của Thương thì cho nhau cơ hội. Cảm ơn chị. Mình lấy ai vậy anh? Anh yêu một mình. Có ông Mai ổng lo cho anh. Anh đừng lo gì hết. Anh chỉ việc ngồi thẳng lưng lên thôi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái nha. Ừ. Mở rào. Bắt đầu đi. Gặp bạn gái nói lớn lên. Em chào anh. Chào. Em cũng có món quà tặng. Cảm ơn nha. Kính thưa quan viên hai họ, thật ra tôi có thông tin là nhà gái có đem theo hình mẫu lý tưởng của mình. Ủa thế hả? Dạ, có đem hình theo minh họa. Dạ, để giờ tôi mở ra cho mọi người biết được hình mẫu lý tưởng của nhà gái. Đây ạ. À. Ai ạ? À? Trời ơi. Cái gì? Dạ đây ạ, hình mẫu lý tưởng. Anh là rất là em rất là ngưỡng mộ anh nên em. Trời ơi. Đây là hình mẫu lý tưởng của nhà gái. Hình mẫu lý tưởng là Quyền Linh đó hả? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp không? Sao tại tôi ăn nhiều tôi hơi mập thôi. Bán chả lụa mà không chịu ăn cho nó mập là mập lên. Quên chả lụa tặng ai? Hết tiền chi rồi cào đến đây nữa. Anh tặng em. Cảm ơn. Hoa kèm chả lụa. Đó, vừa có tinh thần mà chú có vật chất luôn. Thấy thật thà chất phát không? Nè em nói thiệt nghiêm túc. Đây là đẹp trai hơn đây, đây là tại vì cũng hơi khổ cho nên là hơi thiếu ăn, còn đây sướng. Không nên có sướng, ăn nhiều ăn thôi. Ăn nhiều được, khán giả cho đồ ăn nhiều lắm. Tôi cho nên ăn là tôm thôi cơ mà. Em đang ngưỡng mộ anh là tính anh vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình đó. À, anh vui lắm, gì cũng vui chứ. Vấn đề là vui lên là được, cười tươi lên nào. Nói thêm cái gì à. Em có thể lo cho anh chừng vài tháng anh sẽ mập nha. Rồi được rồi, bây giờ về đi nói chuyện nào. Rồi mời hai anh chị về chỗ nào. Để coi Thái nhận món quà gì đây nè. Coi có bạn gái nhận cái gì đây nè. Bóp tiền đây. À, bán chả bỏ đó nha. Dạ, em cảm ơn. Nó thấy thấy bạn gái bên kia sao nè. Nói chung là cũng được em ơi. Anh à. Cũng được ha. Dạ. Thấy hợp lý không? Được ạ. Em thấy anh Thái bên này sao? Em thấy anh hiền. Hiền á, đi khô à. Này ta mua xong ta đưa thiếu tiền chạy chứ cũng không dám nói luôn á. Hẹn hò sao nó. Thái, nói đi Thái. Dạ. Thế là anh thì anh chấp nhận vui vẻ, nếu là hoàn cảnh thì của anh thì là như vậy rồi. Nếu mà em chấp nhận hoàn cảnh của anh được thì mình có thể tiến tới hôn nhân được thì là tuyệt vời, còn không được thì anh cũng phải chấp nhận thôi. Thế là ý của anh chỉ thế thôi. Dạ. Hẹn hò sao đó? Một tuần gặp mấy lần, Thái nói đi Thái. Thì em thôi, em nó mà có quyết định nếu đồng ý thì bao một tuần mấy lần thì cũng được mà. Em thì cái đó thì đơn giản mà. Em làm nghề tự do mà. Mình là phải chủ động nha Thái nha. Vâng. Được hay không là do Thái đó. Vâng. Cứ mỗi tuần tặng cây chả là ok thôi. Vâng. Nha. Được không? Được, được anh. Được, cây chả kèm theo bánh mì chứ phải tặng chả không rồi bắt tao mua bánh mì nha. Được không? Được ạ. Đó. Nếu bây giờ mình lấy nhau về thì yêu cầu của Thái làm sao? Ở Bình Dương hay là ở quận 12? Thì nói chung là bây giờ em thì cũng chưa có nhà ở đây. Em nhà quê, nếu mà ở Bình Dương hay là quận 12 thì cũng như nhau cả thôi. Tùy thôi. Nói chung là nếu mà tới được với nhau thì tùy em quyết định thôi. Chịu làm rễ không? Quận 12 không? Được mà. Thế là em di chuyển, ví dụ có về quận 12 hay là... Thì nói đi, nói em đồng ý thì anh về. Nếu em đồng ý thì là được thôi mà. Nếu đồng ý thì anh về bán chả nhà em luôn. Được không? Được ạ.
em hỏi đi chứ. Hỏi anh bên đây người ta được hay không? Anh thì anh đồng ý mối tình, mà nếu mà chấp nhận mối tình với em, nhưng mà em có chấp nhận mối tình với anh không? Thôi đứng gần để nói cho nó nghe đi ông ơi, nói tôi phiên dịch hoài mệt quá. Anh à, thế... nhìn thẳng đây là nói vụ gì đó, về nhà em bán chả gì đó nói đi. Bây giờ hoàn cảnh của anh như vậy thì anh muốn em mà nếu được đồng cảm cảnh ngộ với anh được thì mình chia sẻ, còn đấy là tùy em quyết định thôi. Dạ. Chúc là nút bấm sẽ trả lời cho anh. Ừ. Vậy thôi đó. Nhanh vậy gắn vậy. Vậy đó. Ông hiền quá trời đất luôn. Ủa Thái hồi xưa Thái đi cứ vợ cô người bồ sao Thái? Ngày xưa là nhờ người lớn hỏi hộ. Nhờ người lớn hỏi hộ à. Bây giờ nè, Thái về nhà Thái sẽ lo chuyện gì cho vợ nè, Thái nói đi. Em thì nói chung là mình sống sao thì vợ sống vậy thôi, bình dân thôi mà. Không, tức là Thái làm gì giờ phụ vợ nè, thí dụ giờ thì về nhà thương nè. Thì nếu vợ kêu làm gì thì cứ làm theo ý với vợ thôi. Cũng thuận lợi đó Thương. Bây giờ mà vợ kêu vào ba ra bảy thì có làm được không? Thôi, chuyện nó khó quá. Chứ nó khó quá, bỏ qua. Bỏ qua. Phải bồi dưỡng nó chứ Thái, phải ăn uống cho nó mập mạp lên chút xíu nha. À. Ừ. Nhưng mà thấy Thương sao? Được anh ạ. Được hả? Được là đường sao? Thấy Thương, có thấy Thương không? Có. Có. Hiền quá. Trời ơi, tôi khổ không quá. Thật ra nãy giờ anh hỏi để cho Thương nghe đó. Dạ. Rồi còn quyền quyết định của Thương thôi. Ha? Dạ. Thôi mình để tay nút bấm đi nào. Mời hai anh chị để tay vào nút bấm. Thương Thái. Thưa hai anh chị, nãy giờ chúng ta đã trao đổi. Thái Thương Thương, không biết Thương có Thương Thái. Thương có Thương Thái hay không thì không biết, nhưng thấy Thương là thấy Thương rồi. Thưa hai anh chị, nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau khá nhiều. Chúng ta cũng đã nắm tay nhau, va chạm cảm xúc với nhau rồi. Bây giờ thì hai anh chị chỉ có việc là nhắm mắt lại, cảm nhận lại tất cả những gì chúng ta đã trao đổi. Cảm nhận là làn hơi mà chúng ta đã ở gần nhau. Để xem chúng ta có đi cùng nhau đến cuối cuộc đời hay không. Quyền quyết định nằm ở hai anh chị. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Thiệt là mình cũng hiểu được cái suy nghĩ của Thương. Thật ra Thương cũng lo đúng không? Thương muốn người làm trụ cột. Đúng rồi. Anh Thái thì hiền quá hiền cho nên quá. Là cái vấn đề là mạnh mẽ trong gia đình, trụ cột trong gia đình, nên chị Thương bị lo là anh Thái không đảm nhận được. Đúng rồi. Thật ra Thái ít nói quá, không thể ấy được. Mình sẽ giới thiệu về bản thân mình chút coi nè. Em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh, chào em. Em xin chào hai họ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên của em là Vũ Thị Lựu và em còn một cái tên thứ hai, mọi người thường gọi em đó là Thu Áo Dài. Năm nay em 42 tuổi, công việc của em là chuyên may thời trang áo dài ạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Giới thiệu em tên là Bùi Đăng Tứ, tên thường gọi là Tứ Diện. Năm nay 42 tuổi, quê quán ở ngoài Ninh Bình. Em vào đây được 4 ngày rồi. Dạ. Tức là quê vẫn ở Ninh Bình. Em làm Ninh Bình luôn. Làm gì vậy? Em hiện tại ở nhà đang cơ sở kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng, hoàn thiện nội thất đấy. À. Và kinh doanh nhà đất. À, bây giờ mình vào đây tham gia chương trình xong mình về ngoài đó ha. Còn em gái bên kia là ở đâu nhỉ? Quê em ở Bình Phước ạ. Hiện nay em đang công tác ở đâu? Dạ hiện tại em làm tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Gái bên kia có quê quán gì, có bà con gì ở miền Bắc không em? À, dạ quê có, em còn một số người ở miền Bắc ạ. Bây giờ là mình... kẻ nam người Bắc đó nha. Em gái, đến dạ. Bây giờ á, với tình yêu thăng hoa đó đủ lớn á, dạ. Thì em có chịu theo chồng về Ninh Bình không? Dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn và em tìm đúng được cái người mà bao nhiêu lâu nay em mong đợi thì em nghĩ là vị trí địa lý không quan trọng, quan trọng nhất là con người thôi ạ. À, rồi vậy được rồi. Thôi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi thôi. À, dạ điểm mạnh của em á là gọn gàng, sạch sẽ, biết quan tâm chia sẻ và luôn sống ở một cái tinh thần lạc quan, tích cực. Và đặc biệt là em giao tiếp với mọi người rất là thân thiệt, gần gũi. Và ở môi trường nào thì em cũng đều có thể hòa đồng được. Còn điểm yếu của em? Điểm yếu của em là sống thẳng thắn và hơi kỹ tính. Và một chút nữa là em dễ bị xúc động. Thẳng thắn tốt mà. Người dễ xúc động là những người sống rất là tình cảm á. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho nhà gái biết đi. Em sống là nội tâm nhiều. Và về góc độ
gia đình thì là sống cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Ừ. Công việc thì là ổn định mà hiện tại thì là mọi việc là cũng đang hoạt động rất tốt. Tốt. Vâng, em vào đây là cũng đi theo con gái lớn em cũng đã lỡ một vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Em có gia đình rồi. Vâng. Bao nhiêu năm? Em được 17 năm. 17 năm. Vâng. Trời ơi, mình có mấy cháu? Em có hai cháu. Một cháu gái, cháu trai hả? Vâng. Cháu gái là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu gái đang học lớp 11. 11, còn cháu trai? Học lớp 9. Và bây giờ hai cháu đang ở với em luôn. Vâng, đúng. À. Em cũng ly hôn được nhà em được một năm rồi. Vâng. Hiện nay con gái em đăng ký chương trình cho em là cũng mong muốn cho bố tìm được một cái người phù hợp để về chia sẻ trong cuộc sống và có một cái gia đình ổn định để tiếp tới công việc để con gái đăng ký cho cha đó hả? Rồi con dễ thương quá vậy. Rồi con gái này có lên tham dự với em không? Hai vợ chồng 17 năm đó. Rồi cũng hai đứa con lớn rồi. Vâng. Nhưng mà phải căng thẳng lắm, chia tay là căng thẳng lắm á. Rồi hiện nay thì bà xã của em có gia đình mới chưa? Em cũng không để ý. Bao lâu mình mới gặp lại bà xã? Cũng không gặp lại nữa. Ở xa không? Ở cách nhau 100 cây, hơn 100 cây. Hơn 100 cây. Vậy là bà xã ở đâu? Trên Hòa Bình. Hòa Bình. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của bên đây, còn bên nhà gái sao? Mình nói luôn về tình duyên của mình đi cơ. À, dạ, đó giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm đó, tính từ mối tình đầu thì em cũng được mai mối và quen. Nhưng mà quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á. Cho nên em thấy không phù hợp, em cần một sự nghiêm túc và chân thành. Cho nên em thấy không phù hợp cho nên là tụi em chia tay ạ. Chia tay, bao lâu rồi cưng? À, cách đây cũng 8 năm rồi. Em chào anh. Dạ. Em ơi, tức là nãy giờ em nghe câu chuyện ở đây rồi. Dạ. Có hai người con rồi. Em cảm giác thế nào? À, thì có lẽ là mỗi người có một cái duyên nợ. Thì ai cũng mong muốn cuộc sống mình hạnh phúc hết. Nhưng mà ví dụ nó không trọn vẹn thì không sao. Miễn là người đó luôn có ý chí cầu tiến và có nghị lực sống và hướng tới tương lai, hướng tới cái cuộc sống tốt đẹp thì em nghĩ là không vấn đề gì. Dạ. Là được rồi. Bên đây là cầu tiến, đang hướng tới tương lai đó chứ, đang phát triển kinh doanh rất là tốt. Mà con gái như thế là cũng rất là tình cảm luôn á. Con gái đăng ký cho bố nữa đó. Dạ. Hay nó được về nên con gái đó. Con hả? À, con gái xinh đẹp dễ sợ luôn á. Ôi xinh xắn và lớn. Mà con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con tên Huyền Trang. À, năm nay con 17 tuổi á. 17 tuổi rồi. Sao con đăng ký cho bố đi tìm vợ vậy con? Là do là ở nhà thì con với em con thì suốt ngày đi học, lại con thấy bố cũng vất vả với lại nhiều điều nó hơi rắc rối nên là con đến với cái chương trình này thì con muốn đăng ký cho bố để tìm được người có thể tâm đầu ý hợp và chia sẻ mọi công việc với bố để bố có thể bớt vất vả đi ạ. Trời, thấy thương quá à. Đăng ký cho bố lấy vợ nữa chứ. Mà con, em con thì bây giờ đang ở đâu? Dạ, em con đang ở ngoài Ninh Bình ạ. À, Ninh Bình, còn hai bố con là bay vô đây. Dạ vâng, dạ vâng ạ. Mấy hôm nay nôn nao không con? À, có, con cũng thức đêm, con không ngủ được vì bố ấy. Nhưng mà con nghĩ hình dung trong đầu á là gọi là mẹ kế của con có giống người này không? Dạ có chút giống ạ. Con thấy cô này thế nào? À, con thấy cô cũng xinh. Thấy cũng rất là hiền lành và dễ thương ạ. Không biết trắng là, trẻ ừ, không biết là con có giống bố hay không. Vì cô chưa qua bên đó cô nhìn. Nhưng mà con thấy, cô thấy là con có cái nét giống cô Thu á. Thiệt. Cái nét của con là hơi giống cô Thu nè. Sắc như sao luôn. Xinh xắn ha. Mặt rất là xinh sắc luôn đấy. Vậy là nếu mà cô về sống chung với con thì con có yêu cầu gì cô? Dạ, nếu như mà cô về chung sống với gia đình con thì con cũng không yêu cầu gì nhiều ạ. Con chỉ cần một người luôn lo lắng và luôn
chia sẻ cùng với bố và yêu thương chúng con là được ạ. Lại chúng con cũng lớn rồi, cũng tự lo cho bản thân mình được, nên là cũng không mong cô là không lo gì cho chúng con là nhiều ạ. Ừ, chỉ cần lo cho bố thôi ha. Vâng. Thu đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với bác em và vợ chồng của em trai em và các người bạn rất là thân thương của em ạ. Xin kính chào hai MC cùng tất cả các quý vị ở khán phòng. Tôi là bác của cháu Liệu. Bác là quê đâu vậy? Bác quê Thanh Hóa. Thì bác cũng thay mặt nhà gái có nhận xét về nhà trai. Thì thấy chững chạc, nhìn hiền lành thì bác cũng chấm rồi đấy. Bác cũng muốn là cuộc hẹn hò là thành công. Và mới mở rào đi thì hai người tự cảm nhận nha, mở rào. Còn cái chuyện được hay không, cảm nhận thế nào là do hai bạn nhé. Bây giờ chúng ta cảm nhận xung quanh không có ai đi. Đây là khoảng không gian của hai bạn đó. Bắt đầu. Chào anh. Tiến tới đi. Chắc đứng hình luôn rồi, đứng hình luôn rồi. Chị nhìn rất thì em đến chương trình thôi thì trước hết có món quà. Đây cũng mong bạn tặng nhân ngày gặp mặt đầu tiên. Dạ, em cảm ơn anh. Thực ra thì trước khi lên chương trình đó thì em cũng có mơ ước là người đàn ông ấy sẽ tặng em một bó hoa màu tươi. Thì đúng là như ý nguyện, nhưng mà chắc số bông thì nó chưa được như vậy thôi. Nhưng mà màu hoa hồng thì đúng như ý em mong muốn. Rất là cảm ơn anh. Thực sự là mình cũng đi hết cuộn nhất để mình tìm. Dạ. Mình chọn được mỗi hồng này là hồng ta thôi. Hồng Nhật thì mình không thích, hồng Nhập mình không thích. Dạ. Thì mình cũng lấy 19 bông cho đủ ý nghĩa. Dạ. Thế thôi, thì là bản thân mình thì mình cũng đặt tâm nguyện vào bông hồng này. Một cái áo sơ mi là do chính tay em làm. Và trong này có một tấm thiệp, em có ghi vài câu thơ ạ. Mở ra. Một nửa bài thơ này là của một cái tác giả mà em quên tên rồi. Còn nửa còn lại là kết của cái bài thơ này là do chính em tự viết ra trong đêm hôm qua. Đọc luôn. Đọc đi, em mở ra đi coi cái áo coi sao đọc nè. Anh có thể đọc đi ạ. Xin đọc. Gửi anh, tôi đi tìm một nửa của đời tôi, nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy? Sao cứ để em tìm, tìm mãi tên anh. Trời thì buồn, thành phố về đêm, sân cỏ vườn cây, từng đôi ríu riết họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết nửa của mình hay nửa của ai. Rồi để em đọc câu tiếp ạ. Nếu chẳng phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau, thì Thượng Đế ơi, đừng bắt con lầm tưởng. Bởi con biết khổ đau hay sung sướng là đúng sai khi nhận nửa của mình. Em đến đây mang hết tâm tình, nhờ mai mối nối tình anh đâu đó, để từ nay ta không tìm nhau nữa, về bên nhau cho hạnh phúc đong đầy. Cảm ơn em. Rồi cái áo, cái áo đúng gu của bạn này luôn. Em mở ra đi Thu. Áo sơ mi trắng. Đó, em có đúng sai không nè? Anh có thể cho em hỏi anh một câu được không ạ? Theo anh, trong hôn nhân, điều mà cả hai cần dành cho nhau là gì ạ? Cái thứ nhất dành cho nhau là phải có tựa chung thủy và phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau. Thế thôi. Còn là trong cuộc sống này, hạnh phúc trong gia đình thì mình chỉ cần bốn chữ là ấm no hạnh phúc, thế là đủ lắm rồi. Có nghĩa là nhẫn nhịn nhau. Vậy ví dụ một vài những cái điểm nho nhỏ, điểm yếu nho nhỏ của mình thì mình có thể vì một cái hạnh phúc chung để mình khắc phục chính bản thân mình không ạ? Những cái lý do nhỏ nhỏ mình cũng thường hay không ai để ý tới. Anh có ghiền gì không ạ? Ví dụ như thuốc lá hay là rượu, bia? Thuốc là mình không hút rồi. Dạ. Còn rượu thì mỗi lần đi giao tiếp với lại khách hàng đấy thì mình cũng có uống 1-2 ly thôi. Dạ. Đấy. Bia thì chắc uống được độ 1 cốc, thấy không? Anh có muốn hỏi em gì không? Chè không uống, uống nước lọc thôi. Dạ. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Mình cậu sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Sao lại cậu với tớ rồi? Ơ hay anh với em đi. Ồ.
đưa nhẫn cho người ta rồi lại cứ cậu với tớ là thế nào? Vậy là em đang làm xưởng may mặc ở tại nhà. Dạ không, em không có làm xưởng, em làm may thời trang thôi ạ. Làm may thời trang ở dạ, tại em nhà cũng luôn. May theo kiểu công nghiệp, mà ví dụ như là em là làm cho từng khách. Dạ. Khách đặt hàng mình làm tại nhà mình luôn. Dạ. Nhà mình có người phụ cho mình không? Dạ có. Cái chỗ khu mình ở đây có trung tâm, có thành phố, có thì nó ở thành phố phát triển tốt ở quận 12. Đúng ra giờ tôi phải hỏi Ninh Bình có chỗ nào may mở cửa hàng được không anh? Có. Ví dụ như là anh ở xa như vậy đó, thì nếu mà chúng ta có cái duyên về một nhà thì bao lâu anh có thể cho em về thăm ba mẹ một lần? Thực tế cái đấy thì với anh thì cái công việc của mình là công việc tự do rồi, chứ không có phụ thuộc trong cái công việc giờ hành chính của nhà nước. Nên là mình sắp xếp công việc của gia đình mình ổn định là mình có thể thăm bất cứ lúc nào thôi. Nhưng mà chồng mà bao giờ cho vợ về thăm gia đình lần nó xưa lắm rồi. Bây giờ thời hiện đại rồi, đi máy bay rất là nhanh, hay là cái phương tiện đi lại nhanh lắm, lên tàu hỏa là đêm tới sáng tới rồi. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà đi về thăm gia đình nó không khó đâu. Không phải như ngày xưa mà chỉ có mỗi phải cấm cái một là năm hai ba năm mới cho về thăm gia đình. Anh muốn hỏi em rằng là bây giờ thì chúng mình gặp nhau ở đây là hữu duyên, nhưng mà giữa khoảng cách thì mình là ở ngoài Bắc mà em lại ở trong Nam trong này, thì cũng đang hơi phân vân về cái vấn đề rằng là em về ngoài đấy sống thì liệu em có thế nào, mà anh mà vào trong này thì khả năng anh không vào được rồi. Anh vào sống trong này chắc anh không vào được, bởi vì sự nghiệp với lại công việc của anh bây giờ đang ấn định ngoài đấy cả rồi. Anh không thể chuyển vào trong này được. Đấy. Thực ra thì cuộc sống mà phía trước còn nhiều điều mới, nhiều điều thay đổi lắm, nên mình cũng không biết chắc là như thế nào. Nhưng mà em nghĩ thì ở đâu, miễn là nơi đó công việc mình phát triển tốt, miễn là nơi đó có một bờ vai yêu thương, chia sẻ cùng mình là được. Chỉ là anh đừng để em mà khi mà ra làm dâu nơi xa xôi mà anh còn giống như anh để em bơ vơ trong một căn nhà như vậy, thì điều đó mới là làm em lo lắng thôi. Đúng rồi, anh theo thế này hay quá, cô gì? Thu này cũng hay quá trời hay rồi, thực sự luôn á. Thế là gì? Quan trọng là do duyên thôi. Cô đã nói mức như thế rồi, tất cả cánh cửa tình yêu đã mở hết rồi, quan trọng là sự chăm sóc hẹn hò thế nào thôi. Trong thời gian hẹn hò, nếu em để cho người này yên tâm vì sự chăm sóc, quan tâm của em, thì anh nghĩ rằng cái đường về Ninh Bình nó không phải là xa lắm đâu. Đấy, cái quan trọng lúc là hẹn hò nè. Lúc chúng ta bắt đầu bấm nút xong, chúng ta đồng ý bấm nút với nhau, rồi chúng ta chăm sóc hẹn hò với nhau. Em có thể vào thăm cô ấy, hay là hẹn hò cô ấy thông qua mạng xã hội ABCD, hay là có thể cô ấy ra ngoài thăm em hay không, là do em hết á. Anh nghĩ là do em hết, đúng không? Đấy. Với lại cô nghĩ là con gái chắc con phải là một trợ thủ đắc lực cho bố. Tại vì cô thấy bố rất là hiền. Đúng rồi. Bố là chắc là cuộc đời của bố từ trước khi gặp cô Thu á, là chắc là bố chỉ lo cho tụi con với lo cho công việc kiếm tiền, đúng không? Chứ bố chưa có nghĩ đến bản thân bố nhiều. Thành ra là sau đây là khi con đưa bố lên chương trình này rồi, đã là bước khởi điểm rồi. Con phải tiếp tục đồng hành với bố trong cái gọi là cái chiến lược chinh phục cô Thu, cả về địa lý lẫn thời gian không gian, con hiểu không? Ví dụ như là đó. Con đi học về lâu lâu nó bố gọi cô Thu chưa, bố ơi mở cái tham lên nói chuyện đó. Cô Thu đi, mạng bố có rành bố không ơi. Có rành không, không là phải mở hết cho bố FaceTime, bố ơi kết Facebook với cô Thu đi bố ơi nhắn tin cô Thu đi, làm điều đó được hay con nha. Nhưng mà thật sự nếu mà diện thấy rằng đây chính một nửa mảnh ghép của mình thì cũng nên chủ động làm điều đó, làm vô điều kiện luôn. Sự quan tâm của em sẽ quyết định hết tất cả mọi thứ đó. Bây giờ thôi mình cũng lớn rồi, mình đủ cảm nhận được để xem chúng ta có đồng ý và là hẹn hò với nhau hay không. Tất cả nhắm mắt lại, đến với nhau, nắm tay nhau. Cho Vân nói chuyện với Thu chút xíu. Thực ra nãy giờ chị ngồi chị nghĩ là cái cảm nhận của chị nó cũng giống như em bây giờ, có nghĩa là như vậy nè. Bạn này á, Diện á, Tứ Diện á, bạn này là một người mà cái bạn ấy không dễ bộc lộ cái cảm xúc của bạn cho em thấy. Nhưng mà cái việc mà bạn ấy
trao món quà thứ hai cho em là chị biết là bạn đó trúng xét rồi, trúng sấm trúng xét rồi. Đó, em hiểu với chị không? Cho nên là cái việc mà bạn ấy biểu cảm trên gương mặt của bạn là bạn ấy không có rành cái việc đó, nhưng mà trong trái tim của bạn ấy, chị biết chắc chắn là bây giờ đang đập cặp hịch rồi, đập mà vừa rối ren, tại vì không có nghĩ ngay bây giờ mà nghĩ tới cái tương lai luôn rồi đó. Có nghĩa là bây giờ sao, tính sao để thu nó về Ninh Bình, rồi như nào, trong đầu bây giờ là đang suy nghĩ cái điều đó luôn á, chứ không phải là cái việc mà ở đây đâu. Cho nên là em, chị nghĩ là em cứ yên tâm trong cái lần gặp gỡ đầu tiên này. Theo chị bây thấy là như vậy. Bây giờ tới đi, nắm tay Thu nào. Để chúng ta có cảm xúc tí xíu, nắm hai tay luôn. Nắm hai tay, tay bên kia luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau. Nắm hai tay luôn Diện. Ấy, không nghe được cơ mà không? Bây giờ đang suy nghĩ về Ninh Bình. Anh có cái tính suy nghĩ làm sao mà rước hàng về Ninh Bình đó, đang suy nghĩ rồi. Rối rồi. Tôi phải đứng đây làm việc luôn. Nhìn mình thẳng gặp nhau ở đây thì là cũng là cái duyên, mà cũng là cái hữu duyên. Mình gặp được em ở đây thì anh cũng mong muốn rằng là thôi mình cứ cho nhau cơ hội. Ôm nhau xong Diện thấy trái tim mình có rung động gì chưa? Tiến tới tìm hiểu sâu xa hơn. Thì là cái trước mắt là nhà em ở trong này. Thì là anh mong muốn là sau chương trình thì cũng cho phép anh được ghé qua nhà em để thăm gia đình em, cũng như thăm sức khỏe của gia đình, đại gia đình nhà mình. Mong em đồng ý rồi. Cho em hỏi anh một câu, anh có cảm nhận về em như thế nào trong mấy phút gặp gỡ và trao đổi? Em nói em đừng có ngượng miệng nha, em phải nói đàn bà yêu bằng lỗ tai nha. Nói thật. Em nói ra nè, em thích hay không thích, em thấy tim em loạn nhịp như thế nào, em phải nói cho cổ hiểu. Về phút đầu gặp gỡ. Anh cũng sống mình cũng lâu rồi. Thì nay gặp được em thì anh nghĩ rằng thì thôi mình gặp nhau duyên đây nó là hữu duyên rồi, thì gặp được nhau ở đây thì anh cảm nhận em là cũng được, nên là anh được là được như thế nào có thấy sao anh phải nói rõ không? Ra anh cảm nhận về cái giây phút ban đầu khi anh gặp em, trao đổi mấy phút trên sân khấu như vậy, anh cảm nhận như thế nào? Thực sự anh cứ ra trong sân khấu thì thời gian nó cũng hơi ngắn, cho mình thời gian hơi ngắn, thì là anh mới gặp em thì anh cũng cảm thấy mến em. Cho nên là anh cũng mong muốn rằng là chúng mình cho nhau cơ hội để bấm nút rồi tìm hiểu thêm. Em có thể tặng anh một bài hát được không ạ? Được. Đó, rồi, anh được. Nắm tay, cứ nắm tay. Được. Nắm tay thế mà hát. Em cứ hát cho thoải mái đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa, thuyền có hay sông ồn ào. Em hồi hộp quá. Để em bắt đầu lại nhé. Hay hát hay nha Thu nha. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa, thuyền có hay sông lăng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi bỏ mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh, đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải anh là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã? Có phải anh đã quên đi tất cả, ngày sống thuyền thủy chung một bên đò? Anh biết chăng ngoài khơi xa bao tám, có biết bao con thuyền phải lênh đênh, về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Anh biết chăng ngoài khơi xa bao táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh, về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Cảm ơn. Hay quá, hay quá. Chị mà như em là nãy giờ chị ôm chầm nữa rồi, nó chịu hết nổi luôn rồi. Cho nhau cơ hội. Đấy là
Thứ nhất là mình xin phép là sau chương trình quay là mình gặp nhau, mình cho phép được anh cùng với bạn và con gái được về gia đình mình, thăm sức khỏe gia đình. Dạ, để cái này để em hỏi ý kiến ba em một chút ạ. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Hai bạn để tay vào nút bấm. Nếu cảm nhận thích và rung động, chúng ta bấm nút nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Hay quá, hay quá, hay quá. Bây giờ hai người bấm nút rồi, mình mới nói nha. Trước khi lên đây đó, hiện chưa có muốn tặng món quà thứ hai đâu. Khi nào gặp người đó mới quyết định tặng món quà thứ hai. Đúng rồi, cái tim của mình khi nói chuyện thì mới tặng món quà thứ hai. Bởi tặng món quà thứ hai là chúng ta đã trao nhau cái cảm xúc đầu tiên, và chúng ta hy vọng cái điều đó kéo rào ra tặng món quà thứ hai luôn, rồi biết cảm xúc của chị thế nào. Rồi bây giờ ta làm nhanh cái động tác, ta phải hôn vào má cái. Ôi giời ơi. Xin phép gia đình, đấy. Xin phép em. Ninh Bình đẹp lắm em ơi, nắm tay nhau, may áo dài Ninh Bình ok lắm nha.